tỉnh cũng như là cơ quan chức năng có thể cho biết là việc triển khai chỉ đạo thực hiện chấn chỉnh công tác đặt tên đường trong năm 2023 vừa qua thì nó có những cái khả quan như thế nào, có những cái chỉ đạo, những trình tự thủ tục hoặc là có việc phân cấp như thế nào trong cái việc đặt đổi tên đường và quản lý số nhà trong năm 2023. Công tác quản lý việc cắt số nhà và gắn số nhà hiện nay như thế nào để đảm bảo tính mỹ quan và cái tính khoa học. Đó là ba cái vấn đề là tôi xin đại diện tổ quý đại biểu Long Hồ sẽ đặt ra. Xin được giải thích. Thì các vấn đề này thì báo cáo chủ tọa kỳ họp và các đồng chí, thì cái này có cái báo cáo giám sát của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng dân tỉnh vào tháng 11 năm 2022, thì như đồng chí trưởng Ban Văn hóa đại biểu Phương đã có ý kiến. Các vấn đề này thì các ngành cũng như là ủy ban tỉnh cũng đã tiếp thu và đã tập trung để xây dựng được cái phân cấp, để làm sao tập trung chúng ta giải quyết những cái vấn đề mà thực tiễn đặt ra ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thì với ý kiến của đại biểu thì thứ nhất là tôi tiếp tục tiếp thu để theo dõi chỉ đạo, theo dõi chỉ đạo để làm sao thực hiện tốt hơn cái công tác này. Và đối với các văn bản quy định thì chúng ta phải bám sát vào đó để thực hiện cho đúng. Mặc dù là văn bản này mới ban hành từ tháng 7 năm 2023, vì vậy những cái việc làm của các địa phương, của các ngành cần phải theo sát. Vì vậy báo với quý đại biểu thì các cái văn bản liên quan đến quyết định số 13 này thì trách nhiệm cũng là phân cho rất rõ cho các cái các ngành cũng như địa phương, và thẩm quyền của hội đồng tư vấn sau khi được các cái địa phương trình thủ tục đặt tên đường thì các cái địa phương cần lưu ý. Thì với cái số lượng mà khoảng 90 cái con đường trên địa bàn tỉnh hiện nay và hơn 300.000 hộ với khoảng là 1.2 triệu khẩu nhân khẩu, thì hầu hết trên địa bàn tỉnh chúng ta thì cơ bản là đều có số nhà, nhiều địa bàn số nhà được cấp theo tổ tự quản thì vấn đề này đã xác định. Tuy nhiên vấn đề quản lý chặt chẽ vấn đề này nhằm để việc đặt tên đường mới có nhiều vấn đề cần phải quan tâm. Và trong đó nguyên nhân mà chủ quan giữa cái phối hợp giữa thường trực hội đồng tư vấn đặt đổi tên đường và các công trình công cộng với ủy ban huyện được triển khai là chậm. Tốt hơn trong công tác quản lý này thì ủy ban tỉnh sẽ quan tâm đến vấn đề thứ nhất, đó là cần phải làm sao tiếp tục kiểm tra chỉ đạo rà soát lại cái việc đặt đổi tên đường gắn với đánh biển số nhà để có cơ sở là chúng ta đánh giá đề ra các cái giải pháp đúng quy định, phù hợp với thực tế của tỉnh. Đây là một vấn đề khó, các ông chị. Nó có cái lịch sử đặt ra nữa, lịch sử. Có những khu phố là có số nhà nhưng mà không liên tục, hoặc là số nhà rất là khó kiểm tra. Đặc biệt là đối với các huyện, thị xã, thành phố thì chúng ta cần phải quan tâm khẩn trương làm sao triển khai được cái quy trình đặt tên các con đường, các công trình công cộng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng mà chưa có tên. Vấn đề thứ hai là cần phải quan tâm đẩy mạnh hơn nữa cái công tác tuyên truyền cho việc đặt đổi tên đường các đường phố công cộng để làm rõ được cái ý nghĩa lịch sử, giá trị di tích, các công trạng của danh nhân đã được chọn đặt đổi tên đường công trình công cộng, tạo sự lan tỏa.